Qua các nước quá, bây giờ mình phải đi ra bờ suối uống nước thôi. Đi thôi. Ê, à, chào bác Khủng Long. Bác Khủng Long đi đâu vậy? À, chào Khủng Long cổ dài nha. Bây giờ bác Khủng Long đi ra bờ suối uống nước, khát nước quá à. Con cũng định ra bờ suối uống nước nè. Thôi con với bác cùng đi nha. Ờ, rồi, đi thôi nào. Wow, nhiều bạn khủng long con ở đây dữ à. Mọi người đều xuống đây uống nước à. Ê, à, khát nước quá ba, bác khủng long ơi, mình uống nước thôi. Ủa con gì vậy, con gì vậy con? Ủa wow, các bạn ơi. Ờ à, ơi, một con option. À, các bạn ơi, nay mình cùng hai bạn này đi bắt khủng long nha. Khủng long nó uống nước ngoài kia kìa bạn Bin ơi, chạy ra lẹ thôi. Đi, đi chạy ra lẹ, khủng long nó uống nước ngoài kia kìa, nhanh lên. Từ nghiên. Ê các bạn ơi, hai bạn này bây giờ là đi bắt khủng long nha. Khủng long nó đi uống nước ngoài đây nè. Ôi quá trời khủng long luôn nè. Quá nhiều dữ hả? Trời ơi, bắt khủng long vô. Rồi bắt bỏ vô xe đi. Rồi bắt khủng long bỏ xe. Quá con khủng long bự dữ hả? Trời các bạn ơi, khủng long quá trời luôn nè. Trời ơi, khủng long màu xanh lá cây. À, con khủng long cẩu dại nữa. Rồi té rồi, té con khủng long luôn rồi. À, con bắt đi rồi. Rồi bỏ vô xe. Ừ, rồi tiếp theo. Quá con khủng long gì mà lạ chứ hả? Đây còn hai con khủng long màu cam nữa kìa. Quá, rồi bỏ vô vỏ luôn, bỏ vô vỏ xe luôn. Rồi lấy chiếc xe về luôn, một xe cổng nhỏ đó các bạn ơi. Đâu còn gì nữa hả? Trời bên đây quá trời được chơi luôn nè. Lượm vô luôn. À lượm cục gạch vô nữa. Đây còn cục gạch màu đỏ nữa nè. Ờ à, bỏ vô xe luôn nghe. Rồi lượm đồ chơi bỏ vô xe. Rồi rồi còn một cái gì nữa con. Rồi một con ốc nữa. À con ốc nữa nè. Đây con ốc nữa. Rồi bỏ vô xe nghe. Ờ. Rồi mình đem về mình đếm có mấy con khủng long nha. Rồi đẩy xe về. Ờ ốc á. Rồi rinh hai, hai người rinh nghe. Hai đứa rinh luôn nghe. Rồi con rinh bên đây luôn. Rồi rồi đi về điểm khủng long nha. Trời ơi nặng quá. Rồi đi thôi. Ừ. Rồi nặng quá hả? Gì vậy? Rất là hả? Rồi đi thôi. Rồi đi đi. Ừ, rồi ngồi đây đi, ngồi đây đi. Rồi ngồi xuống. Ừ, ngồi xuống đây. Rồi ngồi xuống nha. Rồi bây giờ mình xếp khủng long ra nghe. Rồi xếp khủng long ra. Đây mình xếp khủng long ra. Máy bay là nhiều dữ hả? Máy bay á. Máy bay cắm xuống á. Đây đây con khủng long gì á? Này con khủng long gì á bông Bin? À khủng long bự hả con? Đây các bạn ơi, bây giờ đây là bạn Minh nha. Còn đây là bạn Bin nè. Bạn Minh với bạn Bin sẽ bỏ mấy con khủng long ra rồi mình ship lại mình đếm có bao nhiêu con nha. Đây một con khủng long bự rồi, rồi 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 bỏ khủng long ra. Ừ rồi bỏ từ ra đi. Rồi bỏ ra nha. Rồi đổ ra luôn đi, đổ ra luôn. Còn còn mấy con khủng long con nữa kìa. Quá con à, có option hả? Rồi bỏ option ra luôn. Rồi đổ ra luôn. Ừ đổ ra luôn. Rồi quá. Rồi bây giờ mình xếp mấy khủng long đứng dậy nha. Ê các bạn ơi, đây một con khủng long cổ dài nè, mình xếp đứng dậy nha. Hai con khủng long cắn nhau hả? Còn đây một con khủng long sừng nè. Đây đây là con khủng long màu xanh lá cây, khủng long thằng lằn á. Đây có cái vây trên đây nữa nè. Rồi đây là con, wow con khủng long này màu vàng đẹp dữ hả ta. Khủng long này con khủng long gì vậy? À khủng long sừng mà ăn cỏ phải không? Màu gì? Màu vàng. Rồi hay quá. Đây một con khủng long gì á? Khủng long con màu xanh lá cây. À đúng rồi. Rồi con khủng long này khủng long gì? Đó, con đó khủng long Tret. Đây các bạn mỗi khi một con khủng long sừng nữa nha. Đây khủng long màu đỏ nè. Wow đẹp ghê chưa. Rồi thêm hai cái trứng nữa.
À, còn này là bộ bộ sửa xe, bộ đồ chơi sửa xe bỏ riêng ra nghe. Wow, đây một con khủng long chim. Trời ơi, khủng long chim là có cái dịch á. Hả? Ờ đúng rồi, đây là con ốc sên nè các bạn ơi. Và có con ốc sên nữa. À, ốc sên trời mưa nó lên đó hả? Ở đây thêm một cái sen cẩu nhỏ nữa nè các bạn ơi. Còn đây là cái giá nè. Ừ. Ê, con khủng long con nằm đây nè. Trời, một con khủng long con bị té đây nè. Đó, mình xếp lên luôn, cho lên xe ngồi luôn. Ừ. Rồi, xếp vô nghe. Ê, các bạn ơi. Đây, bạn Bin với bạn Minh đi săn được, quên. Đi vớt được một đống khủng long trong bờ dũng nước luôn nha. Hả? Bye bye các bạn nghe, hẹn các bạn video lần sau.